365 ngày cùng cầu nguyện với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ hội thánh. Ngày 222. Chuyện kể về một phụ nữ gốc Do Thái, cũng là một triết gia khao khát đi tìm chân lý. Tên của cô là Edith Stein. Vào mùa hè năm 1921, cô đến làng Bezaben thăm người bạn là Hedwig Conrad Matthias. Một chiều nọ, Edith tìm thấy trong thư viện cuốn tự thuật của Thánh Teresa Avila. Cô đã đọc cuốn sách suốt đêm. Sau đó, người phụ nữ tri thức vô thần nói: "Khi tôi gấp sách lại, tôi tự nhủ, đây là chân lý." Nhìn lại cuộc đời của mình, về sau cô viết: "Việc tìm kiếm chân lý của tôi là lời cầu nguyện duy nhất của tôi." Sau đó, Edith Stein đã nhận bí tích rửa tội và trở thành một người công giáo. Rồi cô đã bước theo dấu chân của Thánh Teresa Avila. Cô trở thành nữ tu dòng kiến. Tiếp đến, cô trở thành một vị tử đạo dưới thời của Phát xít Đức. Cuối cùng, cô đã được giáo hội phong thánh và là quan thầy của châu Âu. Hành trình tìm gặp được chân lý của thánh nữ Edith Stein rất đặc biệt. Hành trình đáp lời Thiên Chúa là chân lý của đời cô, tương hợp với lời rất đẹp của thánh tiến sĩ Bonaventura mời gọi: "Hỡi linh hồn tận hiến cho Thiên Chúa, dù bạn là ai, bạn hãy mau chạy đến nguồn suối ban sự sống và ánh sáng với lòng khao khát nồng nhiệt, và hãy đem hết sức mạnh của cõi lòng mà kêu lên với người. Ôi vẻ huy hoàng của Thiên Chúa tối cao, ôi ánh sáng vĩnh cửu tinh tuyền rực rỡ, ôi sự sống ban sức sống cho mọi sự sống, ôi ánh sáng ban sức sáng cho mọi ánh sáng, và giữ cho các tinh tú thiên hình vạn trạng luôn chói ngời trong ánh huy hoàng vĩnh cửu trước thiên tòa của Ngài ngay từ buổi bình minh tiên khởi." Edith Stein đã mau chạy đến với nguồn suối chân lý. Là một phụ nữ khôn ngoan, cô luôn có trên tay đèn và dầu, là đời sống cầu nguyện và kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-xu. Để như năm cô khôn ngoan, Edith Stein sẵn sàng đón chàng rể là Chúa Giê-xu, là đấng cứu thế tới. Thánh nữ viết: "Người ta đã nói với tôi rằng: kìa, Ngài muốn đến với tôi, đấng cứu thế đang đứng trước cánh cửa tâm hồn của bạn." Với niềm vui rộn rã, tôi đã đón nhận tin vui lớn lao này. Ngày đó đã gần đến rồi, tôi cần phải lo lắng cho ngày đó. Bạn và tôi thì sao? Ta có lo lắng cho ngày Chúa đến không? Ta có tỉnh thức để bước vào đoàn rước, để thoát tùng đấng quân vương và công chúa, để hoan hỷ bước vào tận hoàng cung như lời thánh vịnh gia: đẹp lộng lẫy, này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm theo vàng, phục sức huy hoàng, được dẫn tới quân vương, cùng các trinh nữ theo sau hầu cận. Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng vào tận hoàng cung. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã gọi chúng con bước vào đoàn rước Chúa đến. Xin đừng bao giờ để chúng con ngủ quên. Ngược lại, xin giúp chúng con luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến. Lạy thánh nữ Edith Stein và thánh tiến sĩ Bonaventura, xin cầu cho chúng con. Hồn sống trong ngày. Mời bạn đốt lên một ngọn nến, cầm nến trên tay. Bạn ý thức như cô khôn ngoan, bạn chờ Chúa đến. Sau đó, đặt nến trên bàn thờ. Bạn dành 15 phút ở bên Chúa.
rực cháy trong tim ngài. Giêsu vô tình yêu ban phá trái tim tình yêu. Giêsu vô tình yêu mang đến cho con tình yêu một trái tim nồng say, tình mến không nhạt phai, mãi mãi không đổi thay. Tình Chúa vẫn yêu con hoài. Nếm hưởng tình yêu Thiên Chúa, ngây ngất đắm say vì ngọt suối nguồn tình yêu ân phúc. Chúa xót đầy tràn hồn con, nung đốt cho con lửa yêu, lửa hồng rực cháy trong tim ngài. Chao con.